được chưa? Rồi ok đó mày. Chào các bạn. Hả? Mày bị điên hả? Mày chào các bạn hay là mày hù các bạn hả? Nghe coi. Chào vậy. Chào các bạn. Mày chào vậy đâu dài dòng chứ hả? Bữa giờ mày có đọc comment không kìa? Comment gì mày? Thì comment trong bình luận đó. Trời, lúc nào tao không đọc. Mà có lúc đi học mày có đọc không? Ê, mày lo quay đi, mày nói nhiều quá hả? À, sao mấy? Thì tao đọc, tao thấy các bạn comment là mấy anh em mình làm video nào liên quan tới tính kiên trì nè, sức khỏe nè. À, có phải là thử thách sức chịu đựng đồ không? Lấy giải thưởng nó chứ gì? Đúng rồi, giống như mấy anh ở bên các YouTube khác đó các bạn. Nhưng mà mấy mình còn nhỏ quá, sức chịu đựng chắc không bằng mấy ảnh đâu. Trời, chưa chắc à mày. Phải tự tin lên chứ, biết đâu hơn mấy ảnh làm sao. Cái đó thì ok đi, còn giải thưởng lớn là sao anh Phú có? Bậy mày, mày sai lầm lắm rồi. Tao mới nghe anh Phú bán mấy con heo kìa. Cô bộ tình hình này được đó vậy. Ê, hai thằng bay xong chưa, tao mỏi tay dữ lắm rồi đó. Đi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải TV. Ngày hôm nay, thể theo yêu cầu của... Nãy ai nói với anh ta? Nhà ngáo nè. Em với Ngọc. Đúng rồi, thật ghẻ nè. Còn thanh niên này thì châm mồi thôi. Em không mỏi tay anh Phú. Sao mỏi tay? Quay cho mấy này nói cả buổi trời mỏi tay luôn. Đó, biết được cái cảm giác của người quay phim cho các bạn cực khổ lắm. Để quay được những video như vậy, mấy anh em mình phải kiên trì lắm nha các bạn. Sao, hồi nãy hai đứa có nói với anh là muốn làm cái thử thách gì mà thể hiện tính kiên trì liên quan đến sức khỏe đúng không? Dạ. Mà còn phần thưởng lớn nữa chứ. Nghe nói vợ này mới bán heo hay gì anh Phú? Heo đâu mà heo. Hả? Tiền nhiều lắm phải không? Tiền không nhiều lắm, nói chung cũng đủ xài cơ. Ủa anh Phú bán heo nọc heo nái anh Phú? Trời ạ. Heo nọc heo nái có liên quan gì không Đặng? Nói vui thôi nha các bạn, không có đâu. Thì thôi bây giờ vậy đi, anh có ý tưởng như vậy nè. Mà mấy đứa nhắm vượt qua được hay không mới là quan trọng nữa. Thì anh Phú nói đi. Nói đi anh Phú. À, có giải thưởng là chơi anh Phú. Có giải thưởng là chơi hả? Đúng rồi. Giải thưởng lớn thì anh không thể nào là chung chi được cho mấy đứa. Thì anh làm sao giải thưởng hợp lý vừa với tụi em là được. Ví dụ người ta gấp 20 lần mình chỉ lấy một lần thôi. Với lại tụi mình còn nhỏ mà mày, đâu có so sánh được đâu. Thế mấy đứa bàn tính và đưa ra những ý kiến cũng khá là hợp lý. Giờ team mình nhỏ thì mình chơi theo kiểu nhỏ ha. Dạ. Được không? Được. Sao sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mà thử thách gì anh Phú? À, quên chưa nói thử thách nữa ta. Sao mấy thanh niên kia cũng sẵn sàng nhiệt tình quá vậy? Bị liệu đó anh Phú ơi. Ngày hôm nay thử thách của chúng ta sẽ xem ai sẽ là người chịu đựng giỏi nhất khi mà ở trên một cái võng. Vẫn được ăn, vẫn uống. Ồ, vậy yên tâm, yên tâm. Nhưng mà bốc thăm. Buồn nghe. Ok anh Phú. Mà được có đi nghe không Phú? Đi đâu? Đi ấy đó. Đi ấy thì thua, bước xuống giọng là thua. Chị ở trên giọng được không? Em được. Em đem canh nước. Ai ở lâu nhất thì người đó sẽ thắng giải nhất được 1 triệu. Được. Được. Hợp lý không? Hợp lý. Nếu hợp lý thì ngay bây giờ. Đi thôi. Bắt luôn. Giờ mấy anh em mình sẽ ra đồng làm thử thách nha các bạn. Ngoài đồng có nhiều cây cối bự mát lắm. Tụi bay yên tâm đi, chuẩn bị tinh thần đi, lần này tao sẽ thắng đó. Ghê ta, có động lực nào vậy? Nè mày nhìn cái đôi vitamin đạo đức của tao nè. Trời ơi, nó giúp mẹ đi huyên huyên anh hai. Chứ tao làm gì còn nói nào đâu. Ôi, con nhã bơi sùng kìa các bạn. Chú đít mắt ghét không? Đẩy cái coi. Ê, bậy nha thằng. Ở đây mình đã chuẩn bị cho mấy em mỗi người một chiếc võng. Rất là chắc chắn và dày nha các bạn. Ba mũi luôn, khỏi lo mũi tối chết luôn. Ba mũi. Thì mũi chết thôi chứ giờ ra. Con một cái võng một lớp. Có giọng một lớp hả? Chà, không biết nha, cái này bây giờ giống nhau quá, không biết cái giọng nào là một lớp. Phải cái giọng đầu tiên anh Phú. Giọng này nè. Đừng coi cái anh sờ. Giọng này. Giọng này nè. Một lớp. Đáng chiêu nha, cái này là do hồi nãy tư bóp lấy các bạn. Chơi phải phẹp lây như vậy mới vui. Đây. Cái điều tới thì mũi ăn hơi nhiều thôi. Không sao đâu, tối nay anh sẽ cố gắng đốt nhang cho mấy đứa. Sorry các bạn, đốt nhang mũi anh sẽ đốt nhang mũi để cho mũi khỏi chích mấy đứa nha. Dạ. Sáng ngày thành ăn cho no đi, tới bị mũi ăn. Sao mấy đứa ăn uống no chưa? Rồi. Trước khi lên võng là mấy thanh niên này là chuẩn bị cho mình một cái gọi là cái bụng no nê với lại quên nữa xử trí chưa ạ? Rồi. Cái trình cá nhân của mình á xong chưa? Rồi. Khi nào bắt đầu lên võng anh bấm đồng hồ mới tính được không? Dạ. Đi tìm vị trí dành cho mình đi. Mấy kia làm gì chạy như chạy giặt vậy trời, từ tốn các bạn. Còn mình dán ở đâu? Em biết dân giọng lỗi ngồi tí xin Phú. Đáng chịu, cái này là chơi theo kiểu từng cá nhân cho nên tự xử đi nha. Em bên đây nè Phú.
đúng không Đặng? Dạ đâu. Đặng ở đâu? Ở đây. À ở đây, vị trí phía dưới có cây hay không? À cây đó rất là hợp lý khi mà cái giọng nó đứt đó. Trên lùi giăng ở đây hả? Rồi còn chắc chắc nha, trên trên là nặng ký nhất trong đám đó nha. Cao cao mày đi gắn đít nó bỏ. Tao đang chơi như mày luôn kìa. Tụi bay có vị trí hết rồi, tao dẫn ở đâu bay? À ra là mày. Rồi mấy mình sao vậy các bạn, hợp lý quá. Được ghẻ, cứ nè nè theo tao hoài nha. Trời anh lại làm gì anh Thành? Gì biết chắc chơi rồi vậy, tụi bay văng ở đó nhầm nhò gì? Chết cha rồi sao lên? Anh cột thì được đó, nhưng mà lên sao? Trời trời trời, giờ trèo chứ sao giờ? Được không? Không biết trèo cây anh Thu ơi. Không biết trèo cây mà sao văng gì cao nhầm chết trời đi. Ờ, dưới nước cũng rất là hợp lý nha các bạn. Có thể nên trèo cây nè. Em họ hàng anh em với giấy khỉ mà sao kỳ hả? Em là người mà chứ đâu phải khỉ đâu. Họ hàng thì họ hàng nhưng mà em là người chứ bộ. Thôi đi xuống chùi chơi chắc. Có hỏi nghe thà lộ cái chụm cái là em cười bể bụng luôn á. Anh tao mày coi tao đây. Anh mày tính hết cả rồi. Rồi cho cái xuồng đó rồi kìa. Rồi ở đó luôn đi nha. Ok ok anh Thu. Không có đường lên cũng không có đường xuống nha các bạn. Chỉ có thể đi đường xuồng thôi. Đâu có còn đường anh Phú ơi. Đường gì? Đường quyền á. Anh Phú ơi coi quà làm nổi trội hơn Thành đó kìa. Mẹ nói ăn tối đi cái sau nó lên nó táp đít mày đó nha. Ê vừa tầm nó luôn mày. Sao mấy tên này mắc giọng éo le vậy, thiếu gì vị trí mắt mà nó mắc coi cái vọng nè. Trời ơi nó treo veo nè. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta bấm giờ nha. Rồi lên giọng đó nha. Ai mà trèo lên cây, đục lên cây hay gì đó cũng thua cuộc nha. Không được đụng, chỉ ở trên vọng. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đang làm một cái thử thách vượt qua thử thách 24 giờ ở trên không như các bạn đã từng yêu cầu. Hiện tại mấy anh em đang treo lơ lửng trên những chiếc vọng. Còn thanh niên này ấm áp quá ngủ luôn hay gì rồi. Ủa luôn sao? Rồi lại em rớt nước có tính là thua không? Rớt nước là coi như mình đã rời khỏi giọng là mình thua. Trời nằm đây gió thổi lồng lộng luôn. 24 tiếng nhầm nhò gì, 48 tiếng cũng vượt qua nữa. Thôi 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 bị bóp nổ đi Đặng. Còn nhả ở cái đầu gió cấm thở không nha mày. Thầy biểu dân kế tôi chi. Tôi hả cho mấy con này nhảy giọng hết luôn nè. Ê chỗ này bác chứ bay. Nhưng mà nó vui. Vui cái là ở đây Đặng xa mình lắm. Cà khịa nó đại đi. Cà khịa nó cho nó xuống giọng anh em ơi. Đại nó vượt qua thử thách đây mày biết tay với tao. Mày đâu quên được tao Đặng. Mày đến đây đi, tao sợ gì mày. Ê Đặng, dạo này nghe đồn ghệ mày thiếu đồ phải không? Để tao nhường ghệ nhất cho mày. Để mày có tiền sắm đồ cho ghệ mày nhân Đặng. Mày á, mày lo bản thân mày đi. Chuẩn bị tiền mới đi nhập viện đi. Tao xuống cái võng này là mày cái mỏ dù dù luôn á. Ai sẽ là người bước xuống võng trước đây? Chúng ta cùng chờ xem trong thời khắc quyết định sắp tới đây. Ngon quá đó, công nhận hợp lý ha. Sao không hợp lý mày? Tao sẽ hát câu này tặng cho con quà. Bỏ quà là quà hưởng. Vì chất chơi trong đời có đủ. Ừ, để quà nó lên mày. Tao không biết có lên mày hay không, chứ thấy nó xuống nước rồi đó. Ê, đứng đây ngắm cảnh thấy cá sặc luôn nè bạn. Con cá sặc nè các bạn. Rồi kìa, nó quay rồi. Phải chiên phú cho tao cái câu với mấy cục mồi. Tao ngồi đây tao câu có lý dữ. Rồi đang làm thử thách mưa sao anh? Thì tắm mưa luôn chứ sao mày? Tình hình vậy tao dễ nhất rồi mày ơi. Mày chắc có dễ nhất với tao à. Tao hả mấy trái rồi mày xuống ngay liền luôn. Mày cứ mang áo ấm không? Tao có mang áo ấm đầy đủ nha mày. Phải lấy dễ nhất này về mua quà tặng ghệ mới được. What? Xuyên. Cổ quý có một chút ác mà toàn ghệ với gồng. Chắc của mày bự quá ha. Tao hơn chết rồi mày. Wow. Mày không biết gì hết. Tao cởi trái cà tím á. À trái cà tím mới rụng bông chứ gì. Mày có này đi chứ mày. Ừ đúng rồi. Còn cuốn Đặng như cái ngà voi á. Nhộn quắc à. Không lẽ giờ tao bỏ kẹo xuống quýnh mẹ ta. Mày dám mày khẽ tao mấy lần ở đây. Mày đến đây đi. Tao sợ gì mày. Này bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Sao thử thách này giờ thấy sao rồi mấy đứa? Quá sướng anh Thu ơi. Sướng không? Đây 1 triệu.
Ngày hôm nay một triệu này sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề trong cái Tết gần tới của mấy đứa. Liệu ai sẽ là người thắng cuộc và giành được một triệu này? Trời ơi, nó đã. Trời, hợp lý luôn, có tiền mới để lấy xe cho mấy em nhỏ luôn. Còn tao sẽ lấy tiền đó về phụ ba mẹ tao. Tết nhất tới nơi rồi. Ê bay, tụi bay có thấy tình hình gì bất ổn không? Cái gì mà bất ổn mày? Nãy giờ hơn 2 tiếng đó, tao thấy tình hình của ba khá là bất ổn rồi đó mày. Ê ghẻ, xử tao đây luôn nha. Sao? Né ra đi phu. À tiểu hả, tiểu quay lên luôn chứ. Giờ mình chơi theo kiểu fair play mà. Sẵn quay cho tao được. Quay chứ. Tóc cửa hả lại. Phúc kìa. Sao? Con nghĩ không tiểu nữa. Con nhà của chúng ta đang có những cái tư thế rất là kỳ cục các bạn. Đây là gì vậy? Giờ dùng một tay cái nó xuống luôn. Hả? À, nhà? Tại giờ Phúc. Hả? Cái làm gì vậy? Nghĩ đi luôn. Rồi sắp có thằng quấn trong đài rồi. Quấn trong đài là gì mày? Mày đọc ngược cái từ quấn trong đài đi. Tình hình giờ mày xả tại chỗ nhá ơi. Tao thấy bây giờ mày không ổn lắm rồi đó. Mày yên tâm đi, lúc nào Việt Nam cũng ổn đó. Nhưng mà Cuba là không ổn chút nào đó. Có vẻ như thanh niên nhã ngáo và thật ghẻ của chúng ta đang chuẩn bị hành xử cái gì đó mờ ám lắm các bạn. Trên lồi, thành lát, đẳng cấp với hòa thượng thì không có xi nhê gì hết. Riêng hai thanh niên này có vẻ như thật yếu hay sao hả ta? Đi cái kiểu này hồi nào không biết đi sao luôn trời. Đi mà nó thú có đặt camera không, kiểu này không đi được luôn. Chó hợp phòng bên trong rất đã luôn nha các bạn. Nắng không trơn? Sao nắng mẹ tao nắng chân trang lắm đấy hả? Thì cái đình nãy mát quá, giờ sao nắng như trời. Tao có cái này hết nắng luôn nè. Cách gì mày? Mày bước xuống chỗ mày đi tìm chỗ ngồi đi là hết nắng nè. Ha, trời trời trời, mày dụ tao mày? Ngu gì tao xuống. Và 2 tiếng 15 phút đã trôi qua rồi các bạn. Bây giờ chúng ta cùng đi xem những tuyển thủ của chúng ta hiện tại tới đâu rồi nha. Đặng ơi, ngủ hay gì á? Được á. Có ngủ không em? Không. Sao cho cảm nghĩ khi mà ở trên không trung? Ở trên này cũng mát thiệt nhưng mà mệt quá. Sao mệt? Khó chịu lắm luôn. Khó chịu hả? Sao lại khó chịu ta? Anh thấy rất là thoải mái, trong khi đó anh đứng trong ngồng sáng giờ đợi tụi cưng làm thử thách nè. Anh mới là người mỏi, anh mới là người mệt. Tụi cưng nằm chơi không, không làm gì hết mà mệt gì? Anh muốn thử rồi, anh muốn biết. À, thôi anh không thử đâu, để cho mấy đứa thử thôi. Rồi nhóm có vượt qua nội thử thách này không? Chắc được. Wow. Em phải vượt qua 24 tiếng này mới được. Hòa thượng, hòa thượng của chúng ta là một chân đi nha các bạn. Biệt danh của anh ấy là chân đi, không bây giờ đứng yên một chỗ được. Không biết liệu hòa thượng của chúng ta có vượt qua thử thách hay không. Rồi hòa thượng cho mọi người nghe một đôi lời phát biểu từ em coi. Ngồi trên đây nó mát mà. Em thấy nó sao sao tu. Sao sao là sao sao, nói cho mọi người cùng nghe chứ hả? Em sợ cái cây nó không có chắc. Em sợ cái giọng này nó không chịu đựng em lâu thôi Phú ơi. Anh nghĩ cái giọng này rất là chắc luôn. Sao có quyết tâm vượt qua thử thách này không? Quyết tâm Phú ơi, em phải giành chiến thắng mới được. Có sao rồi nhà ngáo? Ổn Phú ơi. Ổn hả? Ok. À, như anh mới thấy cưng mới xả lũ phải không? Anh sinh lý bình thường mà Phú phải xả lũ thôi. Sáng em uống quá nhiều nước rồi đó, giờ mới xả nè. Nhắm giành chiến thắng được không? Em tự tin em giành chiến thắng. Sao có vẻ như thấy yếu yếu ta? Tại em buồn ngủ thôi Phú ơi. Rồi, cứ việc ngủ một giấc cho tỉnh táo nha. Dạ. Còn thanh niên thằng ghẻ này như thế nào đây? Anh ấy ngủ luôn rồi các bạn. Ui. Cười cười giật giật cái mỏ. Chuyện khóc. Và cái này rất là tỉnh táo các bạn. Chỉ là giả vờ ngủ thôi. Dạ, à, tâm sự với mọi người một chút đây là em có tự tin vào bản thân của mình để vượt qua cái thử thách ở trên giọng này thắng mọi người hay không? Em rất tự tin luôn Phú, nhưng mà một chút em cũng xuống à. Đường ở nhà nằm giống cái ngày vẫn được, nay vô đây nằm giống kỳ quá. Thành lát. Hả? Phát biểu đôi lời đi chứ hả? Em chỉ nói coi thôi, ở máy xin quýt chấp. Vâng, anh ấy rất là có nghị lực và có vẻ rất là khỏe khoắn trong tất cả những người hiện tại đang phỏng vấn các bạn. Nhìn siêu siêu ẻn ẻn đi chứ khỏe lắm nha. Sắp tuổi 17 rồi đúng không? Tất nhiên, tuổi 17 của em là ăn không nói có, ăn có nói không mà. Em có tự tin giành chiến thắng không Thành? Rất là tự tin. Ok, tốt. Đừng có xuống sớm giùm anh mang nhục với nha. Ok, anh cứ để em lo. Mày gáy cho dữ vô, hồi thua cho coi nè. Bây giờ là tới bàn trên của chúng ta. Ôi. Vượt qua gần 2 tiếng rưỡi rồi, em thấy như thế nào chưa anh? Buồn ngủ. Buồn ngủ hả? Chỉ một từ buồn ngủ thôi hả? Buồn ngủ thì đi ngủ ha. Có đau bụng không? Không. Có mệt mỏi không? Không. Không hả? Buồn ngủ.
Bây giờ đã là 3:04 rồi nha các bạn. Đồng hồ này là cực kỳ chuẩn luôn, không thể nào mà chỉnh sửa hay là set up lại được cái thời gian của cái đồng hồ này. Giờ cho anh hỏi mấy đứa đó chưa? Rồi. Đó rồi hả? Đó, bây giờ bốc thăm nha. Dạ. Bốc thăm lấy đồ ăn nha các bạn. Trong tay mình hiện tại bây giờ có tổng cộng là 18 lá thăm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để cho các em bốc để xem ai sẽ là người bốc được lá thăm bữa ăn ngon trong ngày hôm nay. Bữa ăn đầu tiên. Dạ gì chung nước đi bố ơi, không có nước là không sống được đâu. À, thanh niên này khéo nè. Chỉ cần có nước là được nha các bạn. Nhịn đói cả ngày vẫn được. Đúng rồi. Có nước. Bây giờ sẽ bỏ vô cái áo. Xốc lên. Trên lùi sẽ bốc trước nha. Để xem coi bạn trên lùi của chúng ta ngày hôm nay sẽ bốc chúng gì. Rồi bốc đi. Đúng đủ. Bốc đi. Cái gì đây? Rồi, ra rồi. Mở ra cho mọi người cùng coi luôn đi chứ hả? Cái gì đây? Cái gì? Sữa Milo. Wow, yeah. Sữa Milo. Vâng, oh, wow. Xin chúc mừng mặt trên lùi của chúng ta đã vô sữa Milo rồi. Tao bốc chúng nước rồi tụi bay. Hên gì, do anh ở thôi. Bây giờ tới lượt Thành Lát. Ra là ra. Không ra là không ra. Bánh lung lan coi. Được rồi coi. Táo đỏ nhấp một cái táo. Nhấp nguyên trái bự luôn nè. Bây giờ tới thầy ghẻ. Trong đây có lá không không? Đừng biết em né anh rút. Ở trong này hả? Ở trong này anh không biết có lá không hay không. Cứ bóc đi rồi biết nha. Bóc đại đi. Đúng rồi. Mạng đi. Mình lửa lửa là. Đó, mở ra. Dưa hấu. Phải không? Dưa hấu. Dưa hấu. Xin chúc mừng em. Chị hấu có chị hấu. Chia cái gì bà ơi? Chia gì tầm này? Trời ơi, trái to luôn. Mình để ăn sao mà hết. Họ chia tao miếng nữa kìa. Đâu được mày chơi phải play. Mời nhã. Coi nhà ngáo của chúng ta bóp chúng gì nha các bạn. Sao? Cho nó ngán chơi. Để coi cái đã. Cái gì đây? Cái gì chữ gì vậy? Mà nó im vậy ta, bắt chúng gì đi nè. Bánh bọ. What? Bánh bơ. Bánh bơ Soli. Một hộp bánh bơ. Cái cần nhất là nước đó nhã. Em đang cần bánh luôn. Bây giờ tới lượt đẳng cấp. Lượt đẳng cấp của chúng ta bóp chúng gì, chúng ta cùng chờ xem. Bánh gạo nướng. Xin chúc mừng em. Yeah. Bánh gạo. Khát nước chết luôn. Ờ chết cha nữa, đang còn nước mà. Khát nước hả? Rồi tiếp theo đó chính là Hòa Thượng. Em đang khô khan anh Phú ơi, cần nước đi. Rồi bóc đi, thật tay vô, tới không? Anh với không tới rồi, cứ ở xa quá. Rồi Hòa Thượng bóc đi. Trái gì con chung nước là con ơi, sao nặng như luôn. Rồi Hòa Thượng mở ra cho mọi người cùng coi coi. Cái gì đây, xoay lại. Bánh quy lê min. Bánh quy nha các bạn. Chết quà rồi, bánh quy còn chết dữ nữa. Tao là vừa được ăn vừa được uống nữa. Thì Milo sẽ dành cho em. Quá to khổng lồ. Có nước uống là mừng rồi đó em. Đây một trái táo đỏ nhập khẩu dành cho Thành Lát. Ồ hạnh phúc quá. Đây đưa cho em trái gì không. Có dao không anh Phu? Hả? Có dao không anh Phu? Không sử dụng dao được, quyền anh thoải mái cặp bên trái cũng được. Thì tìm cách anh nghe chưa. Hộp bánh bơ solitaire, bánh cực ngon. Chị quá luôn các bạn ơi. Thử cảm nhận. Bánh gạo nướng dành cho em. Ui, trời ăn cái này chắc khát nước chết luôn trời. Đây. Ủa, bánh quy của em. Tự ghê trời. Rồi, tự thưởng thức đi. Rồi. Quên thương lập lớp bánh luôn rồi. Xong luôn, đã nói rồi. Ngon không ạ? Ngon. Nó thấy hai miếng dưới nước rồi các bạn. Bỏ cái đặt gói mày. Ủa quá. Trời ơi, bánh này cắt nước không trời. Nó ngon các bạn. Có điều hơi mặn mặn. Tiêu rồi. Nó thật xấu. Thì con nhắc nữa trời. Quá lật thật. Nhân bên trong có thơm lắm các bạn. Mày hết tập chơi mày luôn. Mày nhìn trái hấu à, đỡ ngầu không? Mày hơi ngọt. Táo nè. Táo thì dai. Ngon, có nước là được rồi. Khổ thì chứ, ăn bánh này khát nước cũng chết luôn. Chắc có mình mày à, tao cũng đang khát cũng chết nè. À, thật ghẻ, có nguyên trái dưa hấu kiểu này là bao nước luôn hả ghẻ? Nước nó chảy ra quá. Số kỳ trời, bốc chung bánh không à. Giờ ăn ở không rồi ơi. Thì tới địa điểm hiện tại bây giờ cũng gần 4 tiếng đồng hồ rồi các bạn.
các tuyển thủ của chúng ta một vài người đã khá mệt mỏi và đã đi ngủ. Thành Lát thì đang làm gì Thành Lát? Luyện công anh Vũ ơi. Trời đất ơi, giờ này ngồi luyện công các bạn. Trời cái nước quá. Mày khát nước thì mày nút trong miếng đỡ đi. Nằm buồn quá chơi trò chơi gì đó mày. Trò gì giờ mày? Ê, chơi trò hiện đẳng nè mày. Trò gì? Trò chơi có tên gọi là nói chữ. Giờ là tao nói ra hai từ, mày cũng nói ra hai từ. Ví dụ tao nói ra hai từ, mày phải tiếp nói cái từ thứ hai của tao. Cứ vậy tính tới, hiểu chưa? Thua thì bị gì? Nếu nào thua thì yêu nhàn của đẳng. Mày rảnh quá Thành, chắc tao quýnh mày qua. Rồi bắt đầu nhân bay. Rồi giờ tao bắt đầu cái nha. Cây chuối. Xem ha, chuối Mỹ. Từ này dễ ăn. Mỹ Tho. Từ Tho này ghép tới từ nào ta? Em có thời gian là 10 giây để suy nghĩ. 1 10 9 Tiếp đây. 2 Tiếp đây. 1 Tiếp đây. Yeah, đáng yêu vàng. Cổ tay. Giờ chơi lại mày. Giờ tao bắt đầu trước. Con sông. Giờ tới tao phải không? Sông xanh. À, xanh lá. Tới tao phải không? À, lá cây. Tới tao hả? Cây hả? Cây ATM. What the hell? Mày mày ba từ chứ hả? Sao mày tìm được chưa? Tao đếm đó. 10 Tới. Cây hả? Cây đa. Đa hả? Đa già. Hả? Già hả? 10 9 8 7 6 Già trẻ mày. Trẻ hả? 10 9 8 7 6 Trẻ trâu. What? Tao trâu hả? 10 9 8 Cháu bò. Mày được lắm. Bò hả? Bò. Bò. Đúng rồi. Bò cười. Cười hả? Cười người. Ủa cười người là sao mày? Có nghĩa là cười người hôm trước hôm sau người cười. Cười người là đúng rồi đó. À người. Người thầy. Thầy hả? Thầy tu. Tu hả? Tu gì ta? 10 9 8 7 Tu cô đa. Gì mà chứ tao có biết tu gì đâu. Gần 4 tiếng đồng hồ chơi qua và đã có một người giơ tay xin đầu hàng. Và bây giờ người đó chính là nhà ngáo của chúng ta các bạn. Rồi mời em bước xuống đất cho thoải mái đi. Nói gì nói cũng phải là để dành sức để mốt quay clip nữa. Nhà ngáo của chúng ta sức chịu đựng có giới hạn thôi nha các bạn. Rồi cho một đôi lời phát biểu của nhà ngáo. Thôi có gì hồi mình khỉa miệng nói thôi. Mình không biết nói gì đó. Mà thực chất trên đó khó chịu lắm. Không có nước uống nữa. Mà bốc đâu không bốc. Chúng bắn con Lan khát nước chết luôn. Mú cầm chai nước này nè. Uống em thèm chết luôn. Rồi lấy nước qua uống đi. Xuống vọng là thua rồi. Bây giờ được quyền uống nước. Các tuyển thủ kia của chúng ta hãy cố gắng lên. Em có lời gì nhắn nhủ cho các đồng đội của mình không? Có anh vui. Sao? Mấy em cố quá quá cố đó nha. Dưới đây là chân gì giãn ra hết rồi đã lắm. Xuống đi chơi. Mày đừng có mơ tao không xuống đâu. Tao phải chống lại được cái sự cám dỗ của tao rồi. Trời ơi, công nhận xuống hai chân thoải mái thiệt chứ các bạn. Bởi người ta nói lười vận động là nguy hiểm lắm nha. Dừng lộng hả? Thôi dừng lộng thôi. 1 2 3 Và tới thời điểm hiện tại đã là 6 tiếng 08 phút rồi các bạn. Sao rồi, đi phỏng vấn từng người cái nha. Tình hình và trạng thái của sức khỏe của các thanh niên này đến đâu rồi chúng ta cùng chờ xem nha các bạn. Đẳng cấp. Nhà ngáo hỗ trợ giùm anh cái gai. Khỏe không em? Rất là khỏe. Khám bệnh điều tra cái gai anh. Sao nhà? Tốt. Mát ha. Mát. Nhà mấy mốt tương lai mình sẽ cho nhà làm bác sĩ nha các bạn. Y tá. Y tá nhà. Còn kia mấy giọng nó gần tuột rồi kìa bố. Cái đầu kia hình như gần tuột rồi kìa qua thương. Dừng giật mạnh cái gai. Ôi đứt cái rồi luôn cái nha. Tại sao ơi, khỏe không em? Khỏe rất là nhiều. Rất là khỏe đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ tới thăm ổ cò nhà hình thật nghĩa. Tới thăm con cò ghẻ coi. Dạ. Ý cái lá cây mà nhai cái ghê hả? Nhả đi ông coi. Sao tình hình sức khỏe ổn không em? Ổn. Giờ chán rồi coi. Trời.
Anh ấy rất có niềm tin vào chiến thắng lần này các bạn. Tiếp theo là ngu con cổ Thành Lát nha. Vâng. Sao rồi Thành Lát? Amazing, good job. Anh ấy vẫn còn rất là sung sức các bạn. Cái rồi đi luôn. Ừ, nhúng nhúng thêm vài cái nữa đi, cái tật cái rồi luôn. Hồi trưa mấy thanh niên này ngủ, mấy anh em mình lên kế hoạch trôn, nhưng mà thôi, tại vì mấy anh em mình muốn làm thực tế cho các bạn xem, để xem coi ở đây ai là người có khả năng chịu đựng giỏi nhất trên những chức vọng này. Chứ không hồi trưa mấy anh em mà để ý có bốn thanh niên ngủ rất là ngon lành, đẳng cấp, Hòa Thượng, Thành Lát và Trên Lùi, toàn là những thanh niên nằm ở dưới nước không à, chỉ cần lấy cái kéo cắt cái cặp xong. Ok xong. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Ok. Thành Lát khỏe ha. Ok. Rồi chết rồi. Sao em khỏe không? Mệt rồi, từ bỏ. Mệt rồi hả? À, vậy là thêm một thanh niên rồi đã chuẩn bị từ bỏ giống nhà ngáo của chúng ta. Có đồng hương rồi, có đồng hương rồi. Mọi người trong tràng pháo tay vì sự cố gắng của Chân Lùi ngày hôm nay. Vô tay. Rất tốt. Rồi thôi, xin mời em đi lên. Sao mà xuống sớm vậy Trên? Tại uống có hộp sữa với bụng em nó nhương nhương này. Có nghĩa là sắp tới rồi đúng không? Tranh thủ đi em ha. Dạ em đi giải quyết nhanh không? Rồi đi. Bây giờ sẽ là những lá thăm may mắn dành cho những người kiếm nước uống ngày hôm nay, đó chính là Đẳng Cấp và Hòa Thượng. Được Đẳng Cấp có tìm được cái nguồn nước uống cho mình ngày hôm nay hay không? Chúng ta cùng chờ xem nha. Anh cái hộp xà rộng rộng này chút này. Rồi không được nhìn nha, thật tay vô đi em. À, một lá thăm thôi em nha. Gì đây? Bánh lá em xe. Thôi đời em cũng thúi lắm rồi đó. Bánh lá em xe. Vâng, xin chúc mừng anh Đặng. Một chút nữa sẽ lấy bánh anh nha em. Và bây giờ tiếp theo đó chính là Hòa Thượng. Đó, Hòa Thượng chơi mất cái giọng ngoài này, mấy anh em mình bò ra mất chết luôn các bạn. Từ từ nhả coi chừng lọt xuống cái chậm cái rồi luôn. Hên quá có nhà ngáo hỗ trợ đây. Bút lẹ đi, đẹ vô cái trứng đó nè. Rồi lấy một cái. Lẹ đi. Cái gì đây? Cà phê. Yeah, tính tao à, xin chúc mừng em được một hộp cà phê. Tới thật ghẻ. Ghẻ sẽ bốc chúng gì đây, chúng ta cùng chờ xem nha. Một lá thăm thôi nha em. Rồi, đen tối. Đen tối hả? Chờ. Lá thăm nó đen tối giống em rồi, thật ghẻ. Chữ T luôn. Gì đây? Cam. Một trái cam. Mày xui rồi ghẻ ơi, hồi sáng thì dưa hấu, bây giờ thì cam. Rồi, một chút nó lộn lại là mày đi sớm đó. Càng ngày càng thấy hơi căng lấy nghe các bạn. Phải leo trèo ra tới ngoài khu vực của Thành Lát được rồi các bạn. Có lên. Rồi, hai anh em mình lên tới rồi. Có lên. À. Sao không xui? À. Tự lại đây. Ờ, bốc lẹ đi, hai anh em đang gồng muốn chết luôn nè anh hai. À. Ra là không ra. Ờ, à, vừa nói xong cái chậm. Rồi. Quay sang coi. Bánh quế. Vâng. Bánh quế các bạn. Xin chúc mừng em nha. Khỏe chứ Trên? Tỉnh táo. Giải quyết được tất nhiên sẽ tỉnh táo đúng không? Dăm ba cái thử thách này chỉ cái bụng thôi. Nó đau quá. Đau quá hả? Thông cảm cái bụng đúng không? Thông cảm. Rồi. Gửi bánh AFC dành cho Đặng. Rồi đưa cho Hòa Thượng được ly cà phê các bạn. Vào. Tâm hộ quá. Rồi. Sống sót rồi. Dạ vậy đắng hả? Ngon rồi, sống sót rồi. Tiếp tế lương thực cho Hòa Thượng thôi. Sống sót giờ, cho tiên bố tôi ở trong sót. Ngoài cam của mày nè. Giờ ăn vừa uống tiếp hơn quá. Ủa cái này chứ quýt mà ta. Quýt ngon hơn cam á. Kệ nó, cái nào cũng được. Ai lột ra quýt luôn các bạn ơi. Ôi, cô ơi, là nhấn niềm đâu. Bạn biết. Rồi để bánh anh đi em. Thôi ăn giống đó luôn, khác gì để không. Bánh quế nè. Bánh quế nè. Này thì khác nước nè. Công nhận uống nước vô có chút nước nó đã dữ lắm luôn các bạn. Thực chất không cần ăn đâu, chỉ cần uống à. Đã quá bê ơi. Thôi mày bớt giùm tay quà. Tao sáng giờ có một chút nước luôn mày. Còn là tinh bột không? Sáng bánh gạo, giờ là bánh cáp xê. Ý nhầm áp xê. Trời, cầm mong tối nay bốc được nước rồi. Không biết qua được tối nay không mà cùng ông. Gần 7 tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi các bạn. Và bây giờ tình hình của Hòa Thượng có vẻ rất là căng thẳng. Sao? Ăn chịu thua. Đây các bạn. Lẹ đi thôi. Lẹ cái gì? Em hết nổi rồi. 7 tiếng đồng hồ rồi các bạn. Có phải Hòa Thượng Tào Tháo đang dí. Tào Tháo đang dí rồi. Hả? Định giải quyết đi đâu?
Gì? Tao về nha. Ai đã tao? Rồi sao? Vô gì nữa? Từ từ coi, cứ từ từ đi. Tao bụng ra rồi. Từ từ đợi chút làm gì hả? Đợi nè, thanh lát nè. Em xin. Chưa, chưa nói gì hết. Tới quần rồi. Sao? Tới quần rồi. Rồi, hai thanh niên đã bỏ cuộc rồi các bạn. Đó chính là Hòa Thượng và thanh lát của chúng ta đã bỏ cuộc. Nguyên nhân bỏ cuộc là gì? Nói cho mọi người nghe cơ quà. Tao bụng quá tôi ơi. Để cái dầm nè. Thằng quá mới xuống này cái đàn. Nó bơi hết nổi luôn rồi kìa. Lấy cái dầm. Mới nổi rồi. Lấy cái dầm. Bơi lẹ đi, mẹ không bơi lẹ thì em quần giờ. Đi bờ đó rồi. Ê. Ôi. Mình cũng khuyên các bạn nào nếu bụng ăn nào yếu đừng uống cà phê sữa nha. Uống vô là tào tháo được chắc chắn 100% luôn. Nhà điểm hình là thằng Hòa Thượng. Tình hình là 7 tiếng đồng hồ đã trôi qua và đẳng cấp thật ghẻ của chúng ta vẫn đang giữ phong độ rất là tốt nha các bạn. Liệu đẳng cấp thắng nội thật ghẻ không? Chưa có được nước dùng miệng nữa nha. Đúng rồi đó, có nước là tốt rồi đúng không? Đúng rồi. Em có nước là em chắc thật ghẻ hai cuội luôn. Thôi đi, mày có sức mạnh tao thể hiện mà. Xưa ông bà ta thường nói các bạn, nhỏ nhỏ mà có vỏ. Tao có nước mà sáng giờ tao có gì đâu ăn. Thử thách 24 giờ với thử thách này nó khác xa nhau hoàn toàn nha các bạn. Đó là ở đây có rất nhiều nguyên nhân không thể vượt qua được. Chẳng hạn như là ăn uống không điều độ nè. Cái bao tử nó hình thành. Thế là Tào Tháo hỏi thăm ai trước là người đó chịu thôi. Chứ các bạn nghĩ đi, ngồi trên võng ai mà dám đi. Có xả lũ thì được chứ đi cái kia khó đi quá. Thôi gã em đừng nhắc nữa, tao sắp tới rồi đó. À, khả năng mày thua tao cao lắm. Ở trên võng không di chuyển khó chịu lắm nha các bạn. Chân tay sao sao, khó chịu chân tay dữ dằn lắm. Thử thách 24 giờ còn được chạy nhẹ nhót nữa nha các bạn. Còn nay ngồi cố định một chỗ chán lắm. Nhưng mà phần thưởng cao quá các bạn ơi. Phải kiếm tiền phụ ba mẹ mới được. Cả em nhấn hai thanh niên này cái. Hồi nãy Tào Tháo với thanh niên này còn cái đường hệ thống phải nước, phải nước. À, hệ thống thoát nước bị rò rỉ. Không, cái đó chỉ là sự cố thôi. Hiện tại bây giờ là 7 tiếng rưỡi rồi các bạn. Bây giờ nhà ngáo sẽ cho đẳng cấp với lại thật ghẻ bốc thăm nha. Nước đi, nước đi, nước đi. Sáng giờ chưa có gọt nước ra luôn đó. Mà mẹ mất vô nước chắc nó ngụm thiệt luôn mày. Ngụm có khả năng ngụm cao lắm. Trời. Thôi mở nắp ra. Ý nhầm, mở miếng giấy ra. Ôi coi thật ghẻ có bóp trúng gì hay không nha chú. Này bóc lần cuối cùng hả vô? Không phải, cái này là mấy năm mình tăng cường thêm một lần nha các bạn. Do hai thanh niên này không được ăn uống như anh em mình. Trời ơi nó đi. Ủa sao thật ghẻ nó móc vào cưng gồng chứ hả? Nước gì? Nước Fanta. Vâng, có nước rồi các bạn. Ổi nha. Rồi, ổi nha. Sao cái ổi này mềm mềm ta? Cái gì hả? Rồi. Rồi. Ôi trời. Sao nó bị gì vậy ta? Nhịn ăn. Ủa nó bị gì vậy ta? Cái này, cái ổi này bị ung thư rồi. What? Không chịu đặng ơi bây giờ. Nói chung là mấy anh em mình cũng chơi nhiệt tình nha các bạn. Hên xui thôi chứ giờ. Thôi tạm biệt tụi bay luôn. Nè, còn ngàn cho bay lần. Giờ sao ta? Khói dục luôn, nhanh luôn. Thôi tôi biết bây giờ, đặng chờ tiếp. Số trời đã định rồi các bạn ơi. Trời buồn nghe chứ, ăn không được ăn. Nước không có uống, trời ơi đã bị ung thư. Thời cuối luôn các bạn. Còn đây là cô thật ghẻ. Đây là lông nước của anh. Cảm ơn chị Tý. Gì, gì? Ủa cứ liền luôn kìa. Mùa nóng luôn chứ khát nước lắm. Ngon không? Trời ơi, không có gì hạnh phúc bằng có nước các bạn. Thằng bánh bây giờ thôi kìa. Thằng nào? Nè, kìa ngào với bánh kìa. Sao đặng? Ôi. Tăng, 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 tăng. Mấy em mình vẫn cắm trại ở đây luôn nha các bạn. Để đợi hai thanh niên kia xem thử thách hai thanh niên kia ai sẽ là người thắng cuộc ngày hôm nay luôn. Dù có lẽ nào tụi tao vẫn theo tụi bay tới cùng. Tao không biết hai này chịu được tới nguyên đêm không nữa. Nhất là nặng, kiểu này chết nó rồi. Tối nay mấy em mình sẽ ngủ ở đây nha. Đồ ăn thức uống mấy em mình mua sẵn để sẵn trong này rồi. Anh nặng cho em không dấn chút cây. Không dấn gì mày? Anh có buồn khi chứ hỏi bị ung thư vú thời cuối không? Hát liệu đi anh ơi. Đúng là định mệnh mà. Tính ra sức khỏe của mình vẫn dồi dào như trước. Thôi đi mày, chẳng qua thì ung thư của tao bị rò rỉ thôi. Tính ra tao định tính là xả lên giọng luôn nhưng mà anh Phú quay kỳ quá. Hồi nãy tao mà không bóc trúng ly cà phê sữa là tao chết tôi quay nửa ngày nữa luôn đó. Hiểu không? Yên chân tao nè.
ăn có cái gì đâu, uống có một ly sữa Milo thôi cũng đi, nó không thấy hả? Lần này thì cho tụi bay thắng đó, chứ lần sau đừng có mơ mà thắng được nghe. Thôi mày, bà chở người im đi mày. Thôi có mũi không nhỉ? Đâu có, anh Phú có nhang đầu gió, không có mũi. Ok, đây nha các bạn, mấy em mình đi tới đâu đốt nhang theo gió rất là nhiều luôn. Đây cứ đốt nhang đều đều như vậy sẽ không có mũi nha. Đang cấp chùm luôn rồi. 3 hours later. Giờ cũng tối rồi các bạn ơi, hiện tại bây giờ là 21:22. Thời gian của hai thanh niên kia thử thách được 10 tiếng 48 phút rồi, gần 11 tiếng rồi các bạn. Biết hai thanh niên kia sao rồi? Mấy em thì trong này đang nằm ngủ với mình. Ra mình coi thử hai thanh niên kia nha. Ây da, ngủ luôn rồi thì phải. Thế im ru à. Ghẻ ơi. Đàn ơi. Ôi. Trời ơi, ngủ cái gì đây không biết. Đắng. Vậy bốc thăm nè, kiếm nước uống đi chứ, khá nước không? Khá. Rồi, chuẩn bị bốc thăm lấy nước uống nha. Để anh giúp anh qua đây coi tình hình của thật ghẻ như thế nào. Thật ghẻ thì nước thoải mái thôi. Ghẻ. Ngủ gì trời. Ngủ gì cưng. Ghẻ. Ngủ hả? Ờ, bốc thăm nha. Đồ ăn là phụ phê không thiếu nha. Mà do mấy đứa bốc không trúng thôi. Lực này bốc mấy mấy thăm anh bốc? Một thăm duy nhất. Thật tay cho bốc đi. Rồi mở ra cho mọi người cùng coi nha. Nước nè. Đâu? Phải nước không? Nước. Nước Nutifood. Vâng, sữa. Vậy là sữa thì có năng lượng như có nước luôn. Nutifood rất là hợp lý trong cái thời điểm này các bạn. Đây, thêm chai sữa Nutifood dành cho em nha. Em biết thời gian em vượt qua được bao nhiêu tiếng chưa? Nhiều rồi anh Phú. Thời gian cưng vượt qua hiện tại đã là 11 tiếng đồng hồ rồi. Nó đã. Còn mong bốc chút nước trời. Khát lắm rồi đúng không? Dạ. Rồi bốc đi cưng. Rồi mở ra cho mọi người cùng coi nào. Táo mini. Thôi lại anh Phú ơi. Cái số của Đặng là số gì rồi các bạn ơi? Ba trái táo dành cho em. À, cũng đủ rồi, có chút nước rồi. Thấy mệt mỏi chưa không? Tao đúng là táo dai. Rồi tình hình sao? Cũng rất là khỏe. Khỏe hả? Sao tỉnh táo hết chưa? Và bây giờ cũng đã 6:47 rồi nha các bạn. Nãy giờ mấy anh em mình cũng dậy hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Và hiện tại bây giờ có một người đang kêu cứu. Không phải kêu cứu mà là đầu hàng vô điều kiện luôn các bạn. Và thời gian người này đã vượt qua được đó chính là 20:14 nha các bạn. Rồi thôi. Và người thua cuộc ngày hôm nay đó chính là thật ghẻ. Và xin chúc mừng đẳng cấp của chúng ta. Bạn đẳng cấp của chúng ta ngủ nãy giờ không bất biết luôn các bạn. Nhiều khi tới giờ vẫn chưa biết mình thắng nữa đó các bạn. Thắng. Dậy 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 đi, xuống đi xuống. Từng thắng rồi, thật ghẻ nó chưa thua rồi. Chạy lẹ đi. Xử lý lẹ nha. A few moments later. Rồi phỏng vấn hai tiền thủ của chúng ta một chút. Xử lý xong chưa? Quá trời cái bụng có chịu nguyên đêm anh Phú ơi. Mỏi chân chưa không? Mỏi mình chết luôn. Rồi đẳng cấp đâu đứng đây phỏng vấn chút đi. Thắng có vẻ tươi quá ha. Dạ mới được chạm chân dưới đất á. Khởi động đi, khởi động đi. Coi chuẩn bị dọn bẻ. Hai đứa khởi động đi. Đó. Khởi động đi hai đứa. Sáng sớm khá là lạnh cho nên mấy anh em mình đốt lửa để sưởi ấm nha. Sự cố gắng của bạn ấy cũng không hề nhỏ đâu các bạn. Tuy nhiên đã không may mắn đến với thật ghẻ của chúng ta do cái hệ tiêu hóa nó không được tốt hay sao á. Còn đẳng cấp, cho đôi lời phát biểu của em. Lạnh quá. Tối mình định bỏ cuộc nghe các bạn. Quá trời khát nước luôn á. Thôi là trúng được mấy trái táo. Có chút xíu nó cũng đỡ khô họng. Và bây giờ là khâu quan trọng của thử thách, đó chính là phần trao giải. Và người nhận giải thưởng trong thử thách, người ở trên võng lâu nhất ngày hôm nay, đó chính là đẳng cấp với số tiền là 1 triệu đồng dành cho em. Cảm ơn anh Phú. Rồi, mình ghẻ có vẻ hơi buồn một chút nhưng hôm sau cố gắng cho lần sau nha em. Hôm sau anh Phú, em đã cố gắng hết sức rồi mà. Vậy là tốt rồi. Đến đây video của mấy anh em mình cũng xin kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn yêu quý team và thích cái series như thế này thì các bạn hãy để lại thật nhiều like và để lại comment. Rồi đẳng cấp sẽ sử dụng số tiền này như thế nào em? Em sẽ mang về cho ba mẹ một phần, còn phần em sẽ mua quần áo để đi chơi Noel. Mục đích anh làm ra những cái thử thách như vậy là muốn hỗ trợ thêm mấy đứa một chút đỉnh. Đồng thời nó cũng thể hiện cái tính cố gắng của mỗi đứa. Được chưa?
Nếu các bạn đồng tình với series này thì mấy anh em mình sẽ cố gắng ra nhiều series này cho các bạn cùng xem, và những lần sau sẽ cải thiện hơn lần này rất là nhiều, đó chính là sẽ được ăn những đồ ăn ngon hơn, hỗ trợ về sức khỏe tốt hơn một chút nữa, được không? Được. Đừng quên chia sẻ và nhấn đăng ký, nhấn vào chuông để theo dõi những video mới nhất nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Bye bye, bye.